Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục An ninh Đà Nẵng. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý sau đây. Công an các đơn vị địa phương đã có nhiều cách làm sáng tạo để vừa phòng dịch COVID-19 hiệu quả, vừa giúp người dân yên tâm hơn khi đi thực hiện căn cước công dân. Bất chấp hiệu lệnh mời hành khách xuống xe kiểm tra y tế, một lái xe trú tỉnh Quảng Ngãi đã chửi bới và không chịu tuân thủ yêu cầu của các lực lượng làm nhiệm vụ. Hành vi này đã bị người dân quyết liệt lên án, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Bên cạnh 15 cửa ngõ ra vào thành phố đã đặt chốt kiểm soát dịch, thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 20 đường tắt, lối mòn giáp danh với các địa phương khác, đặt ra yêu cầu trong việc phát hiện, ngăn chặn dòng người ra vào thành phố né chốt kiểm dịch. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn, chính quy trên toàn quốc và triển khai xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị tại đầu cầu Đà Nẵng. Theo báo cáo tại hội nghị, qua gần 2 năm triển khai đề án bố trí công an chính quy về xã, công an 11 xã của thành phố Đà Nẵng đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã về việc điều hành, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, triển khai các biện pháp giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tính đến nay, lực lượng công an xã đã lập hồ sơ ban đầu hơn 400 vụ việc, chuyển các cơ quan chức năng giải quyết 85 vụ, 115 đối tượng để điều tra theo thẩm quyền, phát hiện xử lý 189 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy. Qua đó đã tạo được sự tin yêu của nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an vì nhân dân phục vụ. Chiều ngày 28 tháng 5, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố đã đến khen thưởng Công an phường Mân Thái và Công an phường Mỹ An về thành tích xuất sắc, mưu trí dũng cảm trong công tác đấu tranh với tội phạm. Cụ thể, ngày 15 tháng 5, Công an phường Mân Thái đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Huỳnh Anh Tuấn, 23 tuổi, trú quận Sơn Trà, gây ra 3 vụ cướp giật tài sản của phụ nữ đi đường trong hai đêm 14 và 15 tháng 5. Ngay sau đó, ngày 21 tháng 5 năm 2021, Công an phường Mỹ An đã nhanh chóng phát hiện, điều tra và bắt giữ 3 đối tượng là thủ phạm gây ra các vụ trộm ở khu dân cư. Ngày 28 tháng 5, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc kiểm điểm kết quả triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Theo báo cáo, tính đến thời điểm này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Công an các đơn vị địa phương với tinh thần quyết liệt, thần tốc, vừa chạy vừa xếp hàng, triển khai hai dự án đã đạt được kết quả quan trọng, nhiều nhiệm vụ, hạng mục quan trọng đã hoàn thành và vượt tiến độ. Với Công an thành phố Đà Nẵng, đến nay công tác làm sạch dữ liệu đạt tỷ lệ hơn 80%. Song song đó sẽ thành lập các tổ công tác tổ chức kiểm tra thực tế công tác làm sạch dữ liệu dân cư tại Công an 7 quận huyện và 56 xã phường. Cùng dịp này, Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố đã trao thưởng cho Công an quận Sơn Trà, Công an phường An Hải Đông, Công an phường Nại Hiên Đông và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác làm sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 26 tháng 5, công tác cấp căn cước công dân cho nhân dân trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được khởi động triển khai trở lại. Theo đó, số lượng người dân được mời đã được giới hạn và chỉ thực hiện trong giờ hành chính để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Công an các đơn vị địa phương của thành phố Đà Nẵng đã có nhiều cách làm sáng tạo để vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa giúp người dân yên tâm hơn khi đi thực hiện quyền lợi chính đáng của mình. Đây là điểm cấp căn cước công dân lưu động tại một trường tiểu học trên địa bàn phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Công an phường đã gửi giấy mời và tổ chức hướng dẫn bà con đến làm thủ tục, phải thực hiện nghiêm quy định phòng dịch như sát khuẩn tay, đảm bảo khoảng cách. Ai cũng đeo khẩu trang, đảm bảo phòng chống dịch, ngồi công an hướng dẫn ngồi khoảng cách và làm cũng nhanh. Công an phường sẽ tiến hành là sắp xếp theo các múi giờ, thực hiện làm căn cứ công dân để đảm bảo về vấn đề là công tác phòng chống dịch và đảm bảo sự an toàn cho người dân.
Giám đốc Công an thành phố cũng đã có nhiều buổi kiểm tra thực tế nhằm động viên, chia sẻ vất vả với cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ. Trong đó yêu cầu các đồng chí thực hiện việc lăn tay chụp ảnh phải đề cao các biện pháp phòng dịch. Hết sức chú ý là trong tốc phòng chống Covid. Phòng cho ta, phòng cho bà con. Cho nên là phải đảm bảo cái giãn cách này, sát khuẩn này, đo thân nhiệt này. Và đặc biệt là phải đeo khẩu trang và những cái trang bị bảo hộ. Hiện nay, toàn thành phố đã tiến hành làm hồ sơ cấp căn cước công dân cho người dân tạm trú trên địa bàn thành phố. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh để người dân nắm rõ thông tin, đảm bảo việc cấp căn cước công dân đạt được tiến độ đề ra. Tiếp theo là phần tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 5, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai đối tượng tạm trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên quan trong đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép dưới danh nghĩa chuyên gia. Hai đối tượng là Phạm Thị Phúc, 25 tuổi, trú quận Thanh Khê và Phan Thị Thảo Ly, 26 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn. Từ tháng 1 năm 2021, Ly và Phúc làm việc cho văn phòng hội người Hàn tại miền Trung, có trụ sở đặt tại quận Sơn Trà. Hai đối tượng không ký hợp đồng với công ty mà chỉ làm thời vụ mỗi khi có người Hàn Quốc nhập cảnh vào Đà Nẵng. Công việc cụ thể là kiểm chứng, hoàn tất hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc cấp thị thực nhập cảnh cho người Hàn Quốc, hướng dẫn thủ tục xin cấp thị thực nhập cảnh mà các công ty khác chuyển đến công ty Hàn In Huê, trong đó có công ty KV Global. Mặc dù biết rõ hành vi của công ty KV Global và Tommy Hoàng Oanh đã bị khởi tố trước đó, nhưng Phúc và Ly vẫn giúp sức để hoàn tất hồ sơ cho 12 người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng dưới danh nghĩa chuyên gia. Trong tuần, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hải Châu đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can công tác tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, gồm Nguyễn Hữu Hải, 51 tuổi, nguyên giám đốc trung tâm, Lê Huỳnh Ánh Vân, 47 tuổi, nguyên kế toán trưởng phòng kế hoạch quản trị và Trần Giang Sơn, 42 tuổi, nguyên trưởng phòng đào tạo cùng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong 2 năm 2017 và 2018, lợi dụng chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đào tạo nghề miễn phí cho học viên thuộc diện lao động đặc thù, đối tượng Hải đã chỉ đạo cho Vân và Sơn trực tiếp lập các hồ sơ khống để thanh quyết toán được nguồn kinh phí này, thu lợi số tiền hơn 200 triệu đồng. Công an quận Hải Châu đã thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Hải và Lê Huỳnh Ánh Vân, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Giang Sơn để tiếp tục phục vụ quá trình điều tra. Đội cảnh sát ma túy Công an quận Hải Châu đã tiến hành bắt quả tang hai vụ với 5 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, tối ngày 31 tháng 5, tại một kiệt nhỏ trên đường Núi Thành, các trinh sát đã bắt quả tang Trần Trung, 24 tuổi, trú quận Hải Châu và Nguyễn Thanh Phúc, 25 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ trên người Phúc 3 gói ma túy đá khoảng 10 gram. Từ lời khai của các đối tượng, khám xét khẩn cấp tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Công an quận Hải Châu bắt giữ thêm Phạm Ngọc Châu Hồng, Nguyễn Đức Hòa cùng chú quận Hải Châu và Nguyễn Thị Mỹ chú tỉnh Quảng Nam có tàng trữ hơn 20 gram ma túy đá. Thử test nhanh cả 5 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Rạng sáng ngày 31 tháng 5, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra và phát hiện một cơ sở kinh doanh karaoke có địa chỉ tại số 152 đường Lê Văn Hiến thuộc địa bàn phường Khuê Mỹ mở cửa cho 11 thanh niên tụ tập hát karaoke bất chấp lệnh cấm hoạt động phòng dịch bệnh của thành phố. Trước đó, Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện Lê Minh, chú tỉnh Quảng Bình, là nhân viên của quán karaoke có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nên tổ chức kiểm tra cơ sở karaoke này. Thấy lực lượng công an, cả nhóm 11 người đã bỏ chạy tán loạn. Các đối tượng khai nhận đã chủ động thuê phòng karaoke rồi rủ nhân viên và quản lý của quán cùng nhậu nhẹt hát hò. Thử test nhanh, 7 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Khoảng 10 giờ sáng ngày 28 tháng 5, một người phụ nữ điều khiển xe máy đi trên tuyến đường Ngô Quyền vừa sử dụng di động thì bị ba thanh niên điều khiển hai xe máy áp sát cướp giật. Lúc này, tổ công tác phường An Hải Bắc đang tuần tra gần đó đã nghe tiếng trì hô, liền chia đội hình đuổi theo các đối tượng. Thấy có lực lượng truy đuổi, các đối tượng rồ ga bỏ chạy. Đối tượng cầm điện thoại di động vừa cướp giật được nhảy khỏi xe đồng bọn để chạy bộ thì bị tổ công tác khống chế, kịp thời bắt giữ. Tại công an phường An Hải Bắc, đối tượng Trương Văn Tuấn khai nhận cùng với Lê Văn Mến và Nguyễn Văn Thành đã gây nên vụ việc trên. Hiện công an phường An Hải Bắc đang phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận Sơn Trà truy tìm để bắt giữ hai đối tượng còn lại. Thưa quý vị và các bạn, giữa thời điểm cả hệ thống chính trị đang căng mình chống dịch thì vẫn có một vài cá nhân coi thường những nỗ lực ấy. Vụ việc mới đây xảy ra tại chốt kiểm soát dịch bệnh cửa ô Hòa Phước là một ví dụ.
bất chấp hiệu lệnh mời hành khách xuống xe kiểm tra y tế, một tài xế của nhà xe Chín Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã chửi bới và không chịu tuân thủ yêu cầu của lực lượng làm nhiệm vụ. Vụ việc đã gây bất bình trong xã hội, đang được dư luận theo dõi, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Tối ngày 28 tháng 5, sau khi ra hiệu lệnh tạm dừng xe khách biển kiểm soát 76B01022, lực lượng chức năng thông báo và đề nghị tất cả những người có mặt trên xe lần lượt xuống kiểm tra y tế. Tuy nhiên, có 4 thành viên của nhà xe Chín Nghĩa không chấp hành, trong đó có tài xế Nguyễn Quốc Tuấn, 32 tuổi. Cùng lúc này, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm xe có chở động vật nên đã yêu cầu trạm kiểm dịch động vật Hòa Phước đến làm việc. Nhưng tài xế Tuấn vẫn không hợp tác mà có lời lẽ thô tục, chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Thấy sự việc căng thẳng, tổ công tác báo trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước đến giải thích và đề nghị lái xe Tuấn hợp tác kiểm tra, nhưng Tuấn vẫn không chấp hành. Khi lực lượng công an lên xe yêu cầu tài xế hợp tác thì Tuấn đóng cửa xe lại và điều khiển chạy lùi về sau ra khỏi điểm đỗ, dẫn đến tông vào góc lều của chốt kiểm dịch COVID-19. Trước hành vi manh động của tài xế Tuấn, hai cán bộ cảnh sát giao thông đã kiên quyết khống chế đưa Nguyễn Quốc Tuấn xuống xe, nhưng đối tượng vẫn tiếp tục chửi bới lực lượng cảnh sát giao thông, nhổ nước bọt vào mặt một cán bộ công an. Không rõ lúc đó là cho xe đi rồi anh leo lên xe rồi hai anh em dàn co lên xe rồi không rõ cái vụ việc đó, không biết em suy nghĩ gì rồi để cái đó đúng hay là sơ, giờ có thể là em nghĩ là sơ là em cho xe điều khiển xe đi tiếp. Khám xét nhanh tại thùng hàng của xe khách có chứa nhiều hàng hóa, cá thể mèo và chó đã chết, bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vụ việc xảy ra kéo dài đã làm ảnh hưởng gián đoạn đến công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lực lượng công an đang phối hợp với sở giao thông Công Chánh tạo điều kiện về đồ ăn, nước uống cũng như là đang điều xe để mà tăng bo cho người dân đi về quê. Đến ngày 1 tháng 6, sau quá trình điều tra từ lời khai nhận của đối tượng kết hợp lấy lời khai từ nhân chứng, các chứng cứ thu thập tại hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hòa Vang đã ra quyết định khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Quốc Tuấn về hành vi chống đối người thi hành công vụ. Chúng tôi đang tập trung lực lượng điều tra viên để phối hợp với lại viện kiểm sát và tòa án để chúng tôi xem xét khởi tố vụ án, truy tố và đưa ra xét xử một cách nhanh nhất. Đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những cá nhân, tổ chức còn xem thường pháp luật, tìm mọi phương cách đối phó bất chấp ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân. Thưa quý vị và các bạn, Đà Nẵng hiện có 15 chốt kiểm soát dịch được đặt ở các vị trí cửa ngõ ra vào thành phố. Tại đây, lực lượng công an cùng các cán bộ y tế, thanh niên tình nguyện đã nỗ lực không ngừng trong thời tiết khắc nghiệt để kiểm soát dòng người từ các địa phương khác ra vào thành phố. Tuy nhiên, có rất nhiều người từ các địa phương khác, theo thói quen, vẫn chọn cách di chuyển vào thành phố Đà Nẵng bằng những đường tắt lối mòn để né tránh chốt kiểm soát dịch. Vấn đề này đặt ra thêm nhiệm vụ cho lực lượng công an cũng như người dân địa phương trong việc phát hiện tố giác. Đây là một lối tắt thường xuyên được bà con ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam chọn để di chuyển vào thành phố Đà Nẵng. Vị trí nằm xa khu dân cư, lại trong khu Nghĩa Trang nên rất khó để phát hiện khi có trường hợp cố tình di chuyển vào đây. Tuy nhiên, từ ngày thành phố có yêu cầu kiểm soát dòng người ra vào địa bàn, lực lượng công an xã Hòa Khương đã cắt cử lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp cố tình né tránh trạm kiểm soát dịch được đặt cách đó không xa. Lực lượng công an xã cũng khuyến cáo và đề nghị người dân khi vừa phát hiện những cái trường hợp di chuyển vào thành phố mà cố tình trốn tránh không khai báo y tế, liên lạc ngay cho công an xã. Hiểu và chia sẻ với nhiệm vụ của lực lượng công an cơ sở, người dân rất đồng tình, ủng hộ và sẵn sàng trở thành tai mắt trong việc phát hiện và ngăn chặn dòng người ra vào thành phố từ những đường tắt lối mòn. Mình sẽ nhắc nhở họ là coi như đi đường chính, hoặc họ không đồng ý thì mình bố chính quyền địa phương. Siết chặt vòng ngoài, nới lỏng giãn cách bên trong là chiến lược phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay đang được Đà Nẵng áp dụng và đang phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, để bảo vệ vững chắc thành quả ấy, rất cần sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, mà trong đó người dân phải là một lá chắn. Đến đây, chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.